Chào cả nhà đã quay trở lại kênh làm vườn của mình nha. Thì bữa nay mình chia sẻ nói về cây vú sữa quần kim. Thì một số bạn hỏi mình tại sao không chia sẻ về cây quần kim. Thì hồi xưa trước đây mình chia sẻ thì lúc đó là quần kim của mình rất là sốt giá luôn nha cả nhà. Cây giống nó rất là sốt giá luôn. Một cây giống là tới 200-300 ngàn một cây lận. Trồng hà, hạt ương hạt thì cả trăm mấy ngàn một cây giống lận nha cả nhà. Thì bây giờ thì nó hết sốt giá rồi. Thứ hai giờ người ta trồng rất là nhiều luôn. Thứ ba nữa là trên thị trường người ta không có ưa chuộng gì trái vú sữa quần kim, người ta chê là cái trái nó ăn nó lạc nha cả nhà, ăn lạc với lại ăn không ngon, ăn không ngon. Thứ năm nữa là không có xuất khẩu được nha cả nhà, những giống này không có xuất khẩu nên một số nhà vườn người ta trồng 500-600 cái ngàn gốc người ta đốn sạch hết trơn cả nhà, đốn sạch hết trơn, ta chuyển qua là trồng, người ta trồng sầu riêng, ta không trồng vú sữa hoàng kim nữa, nên mình không có chia sẻ gì cây vú sữa hoàng kim nữa. Giờ mình để chừa lại một hai cây mình ăn thôi, mình cũng đã đốn cũng sạch hết trơn cả nhà, sạch vườn mình chuyển qua trồng sầu riêng hết trơn rồi. Lúc này thì trái bán 20-30 ngàn diện ký cả nhà, 20-30 ngàn ký, nhưng mà người ta không mua ăn nữa. Tại thị trường ta còn chê lên chê xuống không mua ăn nữa nghe cả nhà, nên mình không có chia sẻ gì kỹ thuật trồng vú sữa bằng kim nữa. Cái cây này là nó rất là to luôn nữa, rất là bự luôn cả nhà. Cây này đâu 6-7 năm ăn lên rồi, có khi ở trên nữa. Cây rất là bự luôn, lúc này nó chưa có ra bông nữa, rất là xâm xê cả nhà. Loại cây bằng kim này người ta gọi là cây rừng, cây núi cả nhà, tại vì nó sống rất là thọ luôn. Cái thì nó ăn cái nước đó, trên thị trường ta chê là cái là nó lạc nha cả nhà, nó không có ngon, trái nó không ngon, nhưng mà cái được cái màu sắc thì nó đẹp, màu sắc nó vàng thật, nó đẹp ngay cả nhà, chừng Tết thì hết sảy luôn. Mấy dựa cây giống người ta không còn ương cây vú sữa bằng kim trồng nha cả nhà, đã hết trồng rồi. Cây giống giờ có trồng ương đi chăng nữa rất là rẻ, 20-30 ngàn cây người ta còn không thể mua nữa cả nhà. Những cây này quá tốt luôn nè, nhìn là thấy nó rất là đẹp nha, đốn đốn rất là tiếc luôn cả nhà. Mình để chừa một hai cây mình để mình ăn chơi thôi cả nhà ơi. Nên tới đây video mình xin kết thúc nha cả nhà, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.